Tử vi của tuổi Bính Dần sinh năm 1986, tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Bính Dần sinh năm 1986, tháng 8 âm lịch sẽ giúp mọi người nắm rõ được những diễn biến quan trọng trong sự nghiệp cũng như trong tình duyên. Không những thế, việc xem tử vi cho tuổi Bính Dần cũng sẽ giúp mọi người biết được vận hạn của mình về tất cả các phương diện trong cuộc sống. Qua đó, mọi người có thể biết được sao hạn của năm, đưa ra những phương pháp hóa giải, giúp chính bản thân mình có được nhiều tài lộc, công danh, sự nghiệp như mong muốn. Trong phần luận giải về tử vi của tuổi Bính Dần sinh năm 1986 ngày hôm nay, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị bức tranh toàn cảnh. Qua đó, có thể lý giải về lá số tử vi của tuổi Bính Dần. Cụ thể, chi tiết các hung nạp vận ra sao, mời quý vị hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây của chúng tôi. Tuy nhiên, trước khi đến với phần luận giải chi tiết, mọi người đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chương trình. Còn bây giờ, xin mời mọi người hãy tiếp tục theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Bính Dần sinh năm 1986, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Bính Dần 1986 có mệnh lộ trung hòa, là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ làm việc rất nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao, tài năng có thừa, lại thông minh ham học hỏi. Những việc họ đã quyết thì dù thế nào cũng không từ bỏ, phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm đến cùng mới thôi. Đã nghiên cứu vấn đề gì, người tuổi Bính Dần sẽ đào sâu tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ. Gặp được người cùng chung chí hướng hay sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh đinh ngộ, phản ứng lanh lẹ, nên thời cắp sách đi học, thành tích học tập của người này thường đứng đầu lớp, là học trò cưng của các thầy cô. Họ thích các hoạt động ngoại khóa, cũng năng nổ nhiệt tình, tham gia các hoạt động tập thể. Tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho rằng, vận trình tuổi Bính Dần trong tháng này không thực sự tốt, áp lực từ những công việc khiến bản mệnh mệt mỏi, cả về thể xác và tinh thần. Nếu không có chế độ sinh hoạt hợp lý, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều ở hiện tại và sau này. Công việc không ổn định dẫn đến tình hình tài chính cũng khá ảm đạm. Gia chủ tuổi Bính Dần cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tình trạng thiếu trước hụt sau, khi có công việc cần đến tiền lại không có. Bính Dương hỏa gặp Đinh Âm hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ Bính Dần trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình, nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Với những người đang đi làm, sự mệt mỏi, chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc, mọi sự đóng góp của bản mệnh không được cấp trên công nhận, sự cố gắng như dã tràng xe cát. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu gia chủ muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt, bản mệnh sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận và dẫn đến quyết định sai lầm. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp gia chủ hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Bính Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Người tuổi Bính Dần tháng 8 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình.
Gia chủ biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì, cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Bính Dần lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực. Quý gia chủ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động. Chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 8 âm lịch, sức khỏe người tuổi Bính Dần khá ổn định. Gia chủ Bính Dần có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Những gia chủ tuổi Bính Dần không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bản mệnh không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Gia chủ Bính Dần sinh năm 1986, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của mệnh chủ Bính Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Đối với Bính Dần sinh năm 1986, vận trình tình cảm không được tốt. Nam mệnh đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Nữ mệnh tuổi Bính Dần là một người nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn là người chịu thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm hai người sẽ tốt đẹp, êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bản mệnh không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Tử vi tuổi Bính Dần trong từng tháng âm lịch năm 2021, đặc biệt là tháng 8 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ. Gia chủ thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu, nạp âm sơn hạ hỏa. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục. Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Pha Tý, Tuyệt Dần. Đối với người tuổi Bính Dần tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 3 tháng 8, từ ngày mùng 9 tháng 9 dương lịch, nạp giáp canh thân, nạp âm, thạch lựu mộc. Ngày âm lịch 15 tháng 8, từ ngày 21 tháng 9 dương lịch, nạp giáp nhâm thân, nạp âm, kiếm phong kim. Ngày âm lịch 27 tháng 8, từ ngày mùng 3 tháng 10 dương lịch, nạp giáp, giáp thân, nạp âm, tuyền trung thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với gia chủ Bính Dần tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 6 tháng 8, từ ngày 12 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Quý Hợi, nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch 18 tháng 8, tức ngày 24 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Hợi, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Khuyên gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Bính Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986, tháng 8 âm lịch.
Hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát, gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức, giúp mọi người trưởng thành. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.